Chị chờ nha, em mua cho. À đâu chị? Chụp lên. À đâu? Không. À đâu? Trong này. Em chưa từng nói với em về quá rồi. Lúc lên chưa em nắng mặt trời dù ngày hay đêm. Như một vị thần. Bốn người ơi, cho em xin. Chi ơi cho xin chụp ảnh mà. Ngọc ơi nhìn máy. Rồi, mọi người nhìn đây nha. Dạ rồi, nhìn đây giùm em à. Rồi, 1, 2, 3, tấm nữa à. Rồi. Ok. Một mọi người nhìn mấy anh ơi. Xin chào quý vị, buổi họp báo chính thức ra mắt bộ phim Mối tình đầu của tôi She Was Pretty sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị khách mời, các chị phóng viên đại diện cho các cơ quan truyền thông sẽ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngọc ơi, chị ơi. Chị ơi. Kính thưa quý vị thân mến, buổi họp báo chính thức tham quan bộ phim Mối tình đầu của tôi She Was Pretty sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm đến từ các anh chị phóng viên, các bạn phóng viên ảnh đại diện cho các cơ quan báo đài và truyền thông, và xin phép được thông báo với tất cả mọi người rằng sau khi chương trình của chúng ta kết thúc thì chúng tôi sẽ dành thời gian để các bạn, các anh chị có thể phỏng vấn riêng các thành viên trong ekip của bộ phim. Và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị sẽ một lần nữa ổn định chỗ ngồi, chuyển tất cả các thiết bị di động sang chế độ rung để không bỏ lỡ những phần vô cùng thú vị mà chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Bố anh chị ơi. Dạ rồi, cảm ơn. Lùi lại. I'm gonna go get some.
chưa là không có kết thúc cái vẻ thân mến buổi họp báo chính thức ra mắt bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi She Was Pretty sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị ổn định chỗ ngồi, chuyển tất cả các thiết bị di động của mình sang chế độ rung. Xin phép được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian để đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, thưa quý vị thân mến, buổi họp báo chính thức ra mắt bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi She Was Pretty xin phép được bắt đầu.